xin chào tôi là Minecraft Edison nói rằng thiên tài là 1% cảm hứng và 99% mồ hôi vậy tôi muốn nói rằng sơn nhà là 99% chuẩn bị chuẩn bị cho tường nhà quý vị là một bước quan trọng độc nhất trước khi sơn hãy làm theo những mẹo này từ lâu để bảo đảm cho việc sơn nhà của quý vị sẽ đẹp đẽ và lâu bền Các bức tường này cần một cái nhìn mới, nhưng trước khi bắt đầu sơn thì ta phải chuẩn bị cho căn phòng. Và để giúp chúng ta với việc này là người thợ sơn chuyên nghiệp của chúng ta, chị Maureen Davis. Chào chị. Chào anh Mike. Thưa chị, chúng ta cần những vật liệu gì để bắt tay vào việc nào? Để bảo vệ các bề mặt, quý vị cần vải nhựa và vải bạc để phủ. Giấy báo, băng dán của thợ sơn, bao ni lông và một cái vặn ốc để tháo khai ổ điện. Lowe's có đủ các vật liệu quý vị cần cho dự án của mình. Hãy nhớ, khi làm bất cứ dự án sửa sang nhà cửa nào, luôn luôn phải làm theo chỉ dẫn của nhà sản xuất. Và nếu quý vị không chắc chắn khi làm việc với bất cứ sản phẩm nào trong những sản phẩm này, xin hãy liên lạc với một thợ sơn chuyên nghiệp. Chị Maureen, vậy chị hãy bắt đầu đi. Vậy bước đầu tiên của chúng ta là bảo vệ các bề mặt mà quý vị không muốn sơn, bắt đầu với đồ đạc của quý vị. Nào, phần lớn đồ đạc có thể dọn ra khỏi phòng như chúng ta đã làm ở đây. Đồ đạc nặng có thể dời vào chính giữa phòng và quý vị có thể che phủ chúng với bất cứ mặt bàn nào trong phòng bằng ni lông. Đừng dùng ni lông để phủ sàn nhà bởi vì rất là trơn trợt và nguy hiểm. Hãy dùng vải bạc thay vào đó. Giờ đây để bảo vệ đồ gỗ hay các góc cạnh, quý vị cần sử dụng băng dán của thợ sơn. Băng dán của thợ sơn thường là màu xanh hay nâu thay vì màu kem thông thường. Xin lưu ý một điều về băng dán của thợ sơn, nếu quý vị dán nó quá lâu, nó có thể làm hư hại bề mặt ở dưới mà đôi khi sơn sẽ luồn vào dưới lớp băng dán, nhưng những chỗ đó có thể dễ dàng tô sửa lại sau này. Hãy dùng băng dán của thợ sơn và giấy báo để giúp bảo vệ các thanh ván chạy chân tường của quý vị khỏi bị dính sơn. Đối với những tay nắm cửa, hai tay cầm ngăn kéo, hãy dùng một bao ni lông với băng dán của thợ sơn. Dễ nhất là hãy tháo tất cả các khai ổ điện, các khai bật tắt điện, các ổ cắm dây cable ra và che phủ lại bằng băng dán. Khi quý vị thực hiện một dự án sơn nhà, luôn phải giữ cho căn phòng được thông hơi. Hãy mở toan cửa sổ và thậm chí dùng một quạt máy để đưa không khí trong lành vào trong phòng. Bước kế tiếp là bóc bỏ tất cả giấy dán tường. Những vật liệu để bóc bỏ giấy dán tường là một dụng cụ để rạch một bình xịt mới, thuốc hóa học để bóc giấy dán tường, một nồi xông hơi, một dụng cụ 5 vào 1 và túi đựng rác loại chứa được nặng. Và những vật dụng quý vị cần để quét dọn là trisodium phosphate hay là TSP, bọt biển, sâu chứa và nước. Và cũng đừng quên mắt kính an toàn và găng cao su. Quá trình này có thể trở nên bừa bãi và thế nào nhà cũng bị ướt. Do đó hãy chắc chắn là quý vị đã dán hết cách thanh ván chân tường lại và sàn nhà đã được phủ kính hoàn toàn dùng dụng cụ để rạch cắt vào giấy dán tường việc này sẽ giúp thuốc bóc giấy dán tường có thể thấm sâu vào giấy một cách hữu hiệu hơn đối với giấy dán tường đã được sơn hãy rạch và làm thủng lớp giấy đó càng nhiều càng tốt vậy thì có hai cách căn bản để bóc bỏ giấy cách thứ nhất là dùng một bình xịt với thuốc hóa học để bóc giấy dán tường hãy làm theo chỉ dẫn của nhà sản xuất để pha thuốc Đừng dùng một bình xịt cũ ngoài vườn vì có thể sẽ có cặn thuốc hóa học còn sót lại trong bình. Hãy xịt vào tường và chờ một thời gian theo yêu cầu của nhà sản xuất trước khi cạo hết giấy ra bằng con dao trát Matic. Cách bóc giấy thứ hai là dùng một nồi xông hơi. Hãy cẩn thận làm theo chỉ dẫn. Nồi xông hơi này tạo ra nước nóng, do đó cần thiết phải dùng găng cao su và mắt kính an toàn. Làm với từng diện tích nhỏ một lúc, hãy đưa nồi xông hơi sát vào giấy. Một khi giấy đã mềm rồi, quý vị có thể bóc bỏ nó bằng một con dao trát matic. Hãy cố gắng đừng nạo vào tường, nhưng nếu có lỡ thì quý vị có thể sửa chữa tường bằng hợp chất nối đường nứt sau này. Và chúng tôi sẽ chỉ cho quý vị như thế nào. Và một điều quan trọng nữa là đừng để cho các mảnh vụn của giấy dán tường rơi lên sàn hay là thảm, chúng sẽ dính vào mọi thứ. vì hãy đem bỏ các mảnh giấy vụn ngay vào túi rác. Giấy đã bóc khỏi tường, nhưng có thể vẫn còn một ít keo dính trên tường và quý vị cũng cần phải lột bỏ nó đi. Hãy chứa đầy xô với nước và một ít trisodium phosphate, 2 TSP, theo chỉ dẫn của nhà sản xuất. Quét chất hỗn hợp này lên tường. TSP sẽ lột bỏ keo đi, nhưng luôn phải mang găng cao su khi quý vị làm việc với TSP. Nếu còn sót lại chút keo dính nào, hãy dùng cái nạo để lột bỏ keo đi. Quý vị cũng có thể dồn TSP lên bức tường sơn và trần nhà trong bếp để giúp bỏ các lớp dầu mỡ bám trên tường. Sau đó hãy rửa tường lại bằng nước nóng và để cho tường khô thật kỹ. Chỉ là nước lã nước suông thôi sao? Chỉ là nước nóng suông thôi. Tiếp theo hãy sửa chữa những đường nứt hay lỗ hỏng trên tường hay trần nhà. Để lắp lỗ hỏng, quý vị cần mắt kính an toàn và khẩu trang chống bụi. Dụng cụ 5 vào một hay con dao Jackmatic, hợp chất nối đường nứt hay chất trét tường, giấy nhám mịn, một chiếc bàn chải, hai máy hút bụi có gắn đầu bàn chải, sâu chứa và nước nóng. Hãy mang mất kính an toàn và khẩu trang chống bụi. Dùng một con dao trét matic để gạt bỏ mọi chỗ sức hay là chỗ bông. Quét sạch đường nước bằng bàn chải hay máy hút bụi. Rửa bề mặt bằng TSP và rửa lại bằng nước nóng, rồi để chờ cho diện tích đó khô thật là kỹ. Dùng con dao trét matic lắp đầy đường nứt bằng hợp chất trong lượng nhẹ và quẹt chất trét này phủ lên trên các cạnh của đường nứt. Một số chỗ cần phải trét nhiều lần. Một khi hợp chất đã khô, hãy chà bằng giấy nhám mịn. Hãy dùng các kỹ thuật sửa chữa tường khô cho các lỗ hỏng lớn hơn. Xin nhắc lại, hãy lau sạch chỗ trám bằng TSP và nước. Hãy rửa diện tích này và để cho khô trước khi sơn lót. Một khi các bức tường đã sửa chữa xong, hãy chú ý đến đường gờ để chuẩn bị đường gờ. Các vật liệu quý vị có thể cần là giấy nhám, hai bùi nhùi trà xác một máy hút bụi có gắn đầu bàn chải, chất trét gỗ và vật dụng quét dọn. Công việc phải làm cần sự tỉ mỉ hơn, hãy dùng giấy nhám mịn hay bùi nhùi trà xác để đánh nhẵn các khe hở nhỏ. Sau đó hãy hút sạch bụi trong khe bằng máy hút bụi. Dùng một con dao trét matic lắp kín các chỗ lõm và làm lại các góc sức bằng chất trét gỗ. Dùng chất trét tường trên các vớt trầy và các đường nước nhỏ, hãy hoàn tất việc sửa chữa này giống như việc sửa chữa các bề mặt của tường. Giờ đây, khi chúng ta đã sửa chữa xong các lỗ hỏng, thì đã đến lúc sơn lót. Các vật dụng cho sơn lót thường bao gồm sơn lót, gồm có sơn lót nhựa, sơn lót mới xây và sơn lót dính, các cây cọ sơn, khung ống lăng và vỏ bọc ống lăng, khai ống lăng với miếng lót lòng khai và một cây sào nối dài dùng cho trần nhà, một chiếc quạt mái để thông hơi côn và que bông gòn, mắt kính an toàn và nón của thợ sơn. Quý vị sẽ quét sơn lót giống như cách quý vị quét sơn. Muốn biết các mẹo về kỹ thuật sơn, xin hãy xem các kỹ thuật sơn nhựa căn bản của Lowe's tại lowes.com/vietnamese. Chúng tôi sẽ chỉ quý vị cách sơn lên bất cứ bề mặt nào cho đúng. Nói chung thì khi sơn lót, quý vị bắt đầu với đồ gỗ, hãy dùng một cái cây cọ để sơn lót các diện tích nhỏ. Với đồ gỗ thô, hãy dùng sơn lót nhựa được thiết kế để ngăn chặn vết dơ và bịch kính các bề mặt. Trên đồ gỗ đã được sơn trước rồi, hãy sơn lót vài chỗ những diện tích vừa mới được sửa chữa. Được rồi, vậy còn tường và trên nhà thì sao? Nếu quý vị đang làm việc với công trình mới xây, thì nên dùng sơn lót cho ván thạch cao. Còn đối với các bức tường sạch đã sơn trước, có mặt láng phẳng, thì có thể quét sơn mà không cần chút sơn lót nào. Tuy nhiên, nếu dùng sơn nhựa lên trên sơn dầu, quý vị sẽ cần sơn một loại sơn lót dính đặc biệt. Làm sao phân biệt tường của mình được sơn với sơn dầu hay sơn nhựa đây? Được. Để thử cho sơn dầu, quý vị sẽ thấm ướt một que bông gòn với cồn và chùi lên tường. Nếu sơn tróc ra thì đó là sơn chất nhựa. Và có một số bước đặc biệt cần làm để chuẩn bị cho các bề mặt bóng láng. Đường G thường được sơn với bề mặt bóng. Vậy hãy bắt đầu bằng cách đánh nhám bề mặt bằng giấy nhám mịn. Để bỏ lớp bóng đi, sự chày sát sẽ giúp cho sơn dính vào bề mặt. Hãy làm bề mặt sạch bụi bằng cách dùng máy hút bụi hay bàn chải, sau đó rửa sạch bề mặt với TSP và nước. Cuối cùng là quét sơn lót được thiết kế riêng cho các bề mặt bóng láng. Giờ đây chúng ta đã sẵn sàng cho lớp sơn đầu tiên của mình rồi. Trừ lắm, cảm ơn chị Maureen. Và nếu quý vị muốn học cách quét lớp sơn đầu tiên hay cách chọn màu sơn như thế nào, xin hãy xem các đoạn video khác về sơn tại lowes.com/vietnamese.